lá bạc, hoa hồng cam, hoa thanh liễu. Có định bó bằng khung, loại lưới này mua ở vật liệu xây dựng rất là nhiều. Bó khung sẽ giúp cho hoa chúng ta thoáng hơn, hoa không bị ríu vào nhau. Khi lá bạc định hình khoảng 5 đến 6 lá, xong kế tiếp phát quả hoa hồng theo dáng mình muốn, tầm 6 bông ở ngoài cùng. Kế tiếp sẽ có những lỗ trống và chỉ điền hoa vào chỗ trống cho đến khi vừa mắt là được. Cố gắng đi hoa thoáng ra và không để hoa ríu vào nhau. Cho thêm một ít hoa hồng để cho có sự nhấp nhô. Kế đến quay ngược lại, chúng ta sẽ đi thêm lá bạc vào những chỗ trống, điền hoa vào chỗ trống, điền lá bạc vào chỗ trống. Ngoài lá bạc ra, chúng ta cũng sử dụng được tùng nho hoặc tất cả các loại lá khác, không phải nhất thiết là hoa hồng và lá bạc. Xong kế tiếp, tiếp đến chúng ta đi hoa phụ. Ở đây phong chọn là hoa thanh liễu màu cam, khi lựa hoa phụ cũng phải cùng tông theo hoa chính. Tiếp đến là dây gọn cắt gốc và bọc bông gòn và thấm nước cho bông gòn. Sau khi đó chúng ta sẽ bọc giấy bóng kính lại nhằm giữ cho hoa được tươi lâu hơn. Công đoạn vô giấy, lựa giấy có cùng tông màu với màu hoa chính. Ở đây phong lựa giấy sáng hơn một tông. Bắt đầu chúng ta thực hành vào giấy, sử dụng một tờ giấy nguyên không cắt để bó hoa cân giữa vào tờ giấy sao cho phù hợp. Phần chân chúng ta phải nhúng giấy vào để cho có độ phồng của. Tiếp đến lấy một tờ giấy gói và cắt ra làm hai, chia đều qua hai bên và lớp hai thấp hơn lớp đầu. Nên nhớ là khi gói vô là phải nhúng giấy xuống phần chân thì bó hoa mới phồng được ra được. Tiếp đến chúng ta dùng nửa tờ giấy nhúng lại như thế này và tạo độ phồng ở đằng trước bó hoa. Bước cuối cùng là sử dụng nguyên một tờ giấy làm tạo nên lớp dưới và phần đuôi. Nên nhớ bước cuối cùng rất là quan trọng là tuyệt đối làm giấy hạn chế nhanh nhất có thể. Công đoạn làm nơ, trước tiên cắt cọng dây nơ dài khoảng một sải tay. Sau tiếp sau đó thì dùng nơ tắt theo hình số 8. Trên phần nơ có một mặt bóng và một mặt không bóng. Ta sẽ sử dụng mặt bóng tắt y như trong clip. Công đoạn tắt nơ đã hoàn thành. Tiếp đến là bước cuối cùng là cột nơ vào bó hoa. Vậy là bó hoa đã hoàn thành 100%. Bó hoa cơ bản này dành cho những bạn chưa biết bó hoa. Mình tin khi các bạn xem xong clip này, bảo đảm 100% là các bạn làm được. Chúc tất cả các bạn thành công và hẹn gặp lại trong clip sau nhé.